Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc máy tính Qmix Plus của hãng Cube. Đây là phiên bản nâng cấp của Cube eBook đã ra mắt từ năm ngoái với chip Core M36i30 dòng Skylake. Thì cái chip này là dành chip in ở Cube đã nâng cấp cái chip này lên chip mới nhất là Kaby Lake với mã hiệu là Core M37i30. Mặc dù là nâng cấp lên cái chỉ là chip Core M3 nhưng mà cái hiệu năng của nó sẽ tăng lên hơn rất là nhiều so với lại cái chip Core M36i30 của Qi7 Book. Mình có xem trên trang nó thêm book check thì thấy rằng cái chip này tương đương với chip Core M76i75 của đời Skylake. Đấy là chip kém nhất của đời Kaby Lake thì mạnh tương đương với chip mạnh nhất của đời Skylake. Ở đây là chiếc máy tính Qmix Plus. Cube đã thay đổi cái kiểu dáng, không không thay đổi, xin lỗi các bạn, Cube không thay đổi kiểu dáng, chỉ thay đổi màu sơn của chiếc máy tính Cube i7 Book. Nó có thiết kế tương tự hoặc giống hoàn toàn 100% với cái màu mặt trước màu trắng, còn Cube i7 Book thì màu đen. Mặt sau thì nó là màu nhôm, nó xử lý anode, còn Cube i7 Book thì lại sơn màu xanh. Bề cổng kết nối thì các thứ linh tinh thì nó giống hệt. Ở cạnh trái thì có jack âm thanh 3.5, khe cắm thẻ nhớ, cổng USB Type-C và micro USB 3.0 và cái chân sạc 12V 2A ở đây. Ở cạnh phải thì chỉ gồm có hai cái loa ngoài này. Ở cạnh trên của máy ấy, thì có cái cổng âm có cái microphone mic và cái phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Ở cạnh dưới thì có phím ba cái, xin lỗi, là cái chân đốc 3.0, có cái 10 cái chân ở đây, có thể phân biệt với lại 3.0 và 2.0 bằng cái là số chân ở này và hai cái ngàm để gắn vào máy. Máy được hoàn thiện bằng nhôm nguyên khối và phủ lên một cái lớp, một cái cạnh nhựa này và gập xuống bằng các cái ngàm, cũng giống như kiểu dạng như một cái nắp lưng nhưng mà chắc chắn hơn thôi. Thì Cube đã dính, hình như là Cube đã dính liền cái tấm nền của cái tấm nền màn hình và cái cảm ứng là hình một, không như là Cube i7 Book là nó sâu hơn một chút. Cái máy này sử dụng màn hình 10.1 inch độ phân giải Full HD và cái tấm nền cảm ứng này thì sử dụng tấm cảm ứng của Wacom. Hỗ trợ 1024 được nhấn. Các bạn có thể sử dụng cái bút của Galaxy Note hoặc là có một số máy khác. Xin lỗi các bạn, vì cái máy này là cái cảm ứng, cái tấm nền nó vẫn sâu hơn dưới, chứ chưa dính liền. Kể ra mà nó dính liền với nhau như Microsoft chế tạo với cái máy Surface ấy, thì hình ảnh sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và cái cảm giác viết bút này nó sẽ tốt hơn, bởi vì là cái chữ thì nó nổi hẳn ở trên màn hình. Thì cái máy này rất là nhanh, nhanh rất nhiều so với cái dòng chip Skylake mà Core M37i30 ạ, à 6i30. Đây cái thông tin của máy này, chip Core M37i30, RAM 4GB, sử dụng hệ điều hành 64 bit, hỗ trợ bút và 10 điểm cảm ứng. Đây, máy rất mạnh. Thì Cube sử dụng cái vỏ nhôm mà bắt cái viền kim cương ở chỗ cạnh này, viền dọc xung quanh và ở cạnh dưới. Ở cái Cube i7 Book thì cái mặt lưng nó màu đen màu xanh nên là cái viền sáng bóng này rất là nổi, nhưng với chiếc máy tính màu trắng như thế này thì cái viền nó không được nổi cho lắm. Thì ở đây trên tay mình đây cũng có một chiếc đốc bàn phím của cho dành riêng cho con máy này. Đốc này tương tự như của UV7 thôi, nhưng mà nó lại sử dụng nó là sơn màu trắng để cho hoàn thiện đồng cùng với máy. Đây chữ đốc của nó cũng được hoàn thiện bằng nhôm, mặt dưới thì bằng nhựa, mặt trên nhôm hoàn toàn, sờ rất mát tay. Các phím bấm là màu trắng được sơn hoàn thiện cũng tương đối là tốt, độ lẩy của phím thì rất là ok, không vấn đề gì,
không lặng tay một chút nào. Gõ khoảng 5-10 phút là sẽ quen rồi. Giới thiệu qua một số cái kết nối thì ở trên dock này thì có thêm hai cái cổng USB 3.0 đây, và bên hai bên mỗi bên một cái đấy. Cái trackpad của cái máy này thì cũng tương đối là lớn, so với một cái máy 10.6 inch thì cũng khá là to rồi, bởi vì để được một cái trackpad to thì lại phải có cái bàn phím dãy phím lại thì rất là khó chịu, bởi vì bàn phím mình gõ nhiều hơn là trackpad. Cái trackpad có thể dùng chuột ngoài được. Máy chạy mở các phần mềm rất nhanh. Ok, cái máy này thì Cube lại nâng cấp cả cái phần bộ nhớ trong của máy là SSD lên 128. Rất là thích. Bởi vì là cái SSD thì mình ngay khi mua ấy, nhưng mà bộ chơi 64GB mình SSD mình có thể nâng cấp được. Nhưng mà khi nâng cấp thì phải tháo máy ra thì nó sẽ rất bất tiện cho một số các bác mà quan tâm đến cái việc bảo hành bảo tỏi và cái máy còn zin còn chứ. Thì cái máy này được nâng cấp lên 128 thì sẽ tiện cho các bạn nào mà ưu tiên bộ nhớ lớn hơn một chút thì để một cái phần mềm nó thoải mái hơn. Còn các cái dữ liệu mình có thể lưu trên thẻ nhớ hoặc là ổ cứng gắn ngoài. Cái âm lượng của loa này cũng tương đối là lớn. Và xin lỗi các bạn vì cái máy này là nó đang sắp hết pin, mình thì chưa sạc cho nó. Đây mình giới thiệu luôn có sơ qua về cái thiết kế. Đấy, khi mà gắn cùng với dock này, máy cũng tương đối là mỏng, tầm khoảng 2 phân. Nó tầm khoảng 2 phân. Và tổng thể cái máy này nặng dock máy thì nặng 680 gram. Thì nó cũng phải nặng tương đương để mà có thể giữ được máy, nên tổng cái máy này nặng khoảng 1,4 cân. So với một số Ultrabook thì nó rất là nặng, thì như MacBook Xiaomi Notebook E chỉ có 1,2 cân thôi, nhưng mà con máy này nó tới 1,4 cân, bởi vì là cái toàn bộ phần cứng của nó đều là hiển thị trên cái phần tab palette này hết, mà cái dock này mà không nặng thì không thể giữ được cái máy. Nhưng mà phần của Xiaomi thì nó là phần đế nên nó không cần thiết, cái phần màn hình nó rất là nhẹ. Đấy. Nên các bạn cũng không thể ưu tiên được một cái máy dòng máy nai mà vừa mà nhẹ được, rất khó để chế tạo. Đấy. Một chiếc laptop rất là đẹp. Cấu hình cũng tương rất là mạnh. Cái chip Cabinet này thì thực sự là mình rất ấn tượng, tại vì bình thường như dòng từ đời 5 đến đời 6 thì như chip 5i10C và chip 6i30C chỉ tương đương nhau thôi, dòng Core M3 chỉ tương đương nhau, nhưng mà sang Cabinet này thì mạnh hơn rất nhiều, tương đương với đời mạnh nhất của Ivy Bridge Skylake. Mình xin lỗi. Với cái phụ kiện của máy thì máy chỉ hãng kêu chỉ trang bị cho nó một cái cổng OTG 3.0 micro USB và cái sạc 5V 12V 2A đây. Đấy. Phụ kiện rất là nghèo nàn, không có gì cả, hộp thì to quá. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem qua lại một lần cái thiết kế và cái máy này. Rất là đẹp, màu sắc tương tự như một cái MacBook, nhưng mà do cái máy này nó nhỏ, tầm ở 10.6 inch nên mình cầm cảm giác rất nặng. Nhưng nếu mà giả sử như cầm một cái máy 13 inch mà nặng 1,4 cân ấy, thì cảm giác rất là nhẹ.
nhưng mà vì nó nhỏ nên là thấy rất là lạ. Đây, rất đẹp. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình.